Thưa quý vị, những năm qua, đặc biệt là từ khi Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần nghị quyết 119 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong đó vai trò giám sát của đại biểu dân cử cũng như vai trò giám sát của người dân thông qua các hoạt động đối thoại, tiếp xúc với cử tri cũng được đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm sự dân chủ, minh bạch về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo đồng thuận cao giữa đảng bộ, chính quyền và người dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố ngày một giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Đây là một trong những chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai trong những năm gần đây. Trong đó có nội dung dành cho đại diện cử tri thành phố phát biểu nêu vấn đề người dân quan tâm bức xúc cần được giải quyết tại nghị trường. Để đảm bảo tính dân chủ, công khai, bà con cử tri có thể gọi điện thoại trực tiếp đến chương trình hoặc được mời đến chương trình để trực tiếp bày tỏ kiến nghị, đề xuất trước chủ tọa kỳ họp cũng như các cấp ngành liên quan. Điều đặc biệt hơn, phần lớn ý kiến về tâm tư, bức xúc của cử tri đều có hình ảnh minh họa để đảm bảo tính khách quan và thuyết phục. Sau đó, các cấp, các ngành liên quan sẽ trả lời, giải trình những vấn đề cử tri đặt ra cùng giải pháp khắc phục, giải quyết những kiến nghị của bà con cử tri. Tôi được mời lên dự chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri. Qua đó thì tôi cũng có ý kiến phản ảnh về cái trăn trở, cái nguyện vọng của nhân dân được Hội đồng Nhân dân quan tâm và có cái sự chỉ đạo sâu sắc giải quyết những cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thì tôi thấy rằng rất là vinh dự, rất là cảm ơn chính quyền đã có cái sự quan tâm cụ thể sâu sắc đến đời sống ở từng khu vực dân cư. Trong nhiều năm qua, thì qua vấn đề làm việc với Hội đồng Nhân dân thì cử tri thành phố chúng tôi cũng ghi nhận rằng Hội đồng thành phố đối với nhân dân cũng bà con cử tri cả nước là đạt được nhiều điểm rất là tốt, rất tư ưu. Và điểm tốt thì nhân dân tôi nghĩ rằng đó là gì? Sự nỗ lực hết mình của Hội đồng Nhân dân với cử tri qua những cái thể hiện làm việc như là chỉ đạo, lãnh đạo cách quyết liệt, sâu sắc và kịp thời. Tôi nghĩ rằng là cử tri cũng như bản thân tôi vậy, Hội đồng thành phố cũng đã tạo cho tôi nhiều niềm tin, tạo cho tôi những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là điểm sáng cho nhân dân chúng tôi, tính chia sẻ, tính đồng thuận, tính đoàn kết. Từ khi Đà Nẵng triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với người dân của các cấp chính quyền tại Đà Nẵng như quận, huyện, xã, phường cũng được tăng cường và thường xuyên hơn nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng thời qua đối thoại nhằm kịp thời ghi nhận những đóng góp ý kiến cũng như nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân. Từ đó tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc thực thi các chính sách phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo đi vào thực tế cuộc sống. Kể từ năm 2021, thì thành phố Đà Nẵng đã thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng Nhân dân thành phố, thì Ủy ban quận đã triển khai nghiêm túc và có hiệu quả công tác đối thoại với nhân dân trước mỗi kỳ họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thì tất cả các ý kiến của người dân được lãnh đạo quận lắng nghe, giải đáp, giải trình trực tiếp tại hội nghị, giúp người dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc những vấn đề mà họ quan tâm. Thông qua đối thoại thì có phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân, phát huy được cái quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân tại địa phương. Từ cái đối thoại đó thì qua thực tế trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng đã gặp được nhiều cái thuận lợi. Sau khi triển khai thì bà con nhân dân biết nắm, chia sẻ và đồng cảm với địa phương đã thực hiện phát triển cái kinh tế xã hội địa phương. Và địa phương cũng có cái chủ trương là theo cái phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, từ đó tạo được sự đồng thuận của bà con nhân dân trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đã nói là nước của dân mà dân không hiểu hoạt động của nhà nước thì đâu có được. Cho nên thông qua cái đối thoại đấy thì người dân hiểu được hoạt động của nhà nước, có những cái khó khăn, những cái thuận lợi của nhà nước và người dân cũng chia sẻ với nhà nước. Có những cái lúc mà nhà nước gặp những khó khăn, cái nguyện vọng của người dân chưa thể đáp ứng được thì người dân cũng chia sẻ và cảm thông đối với nhà nước. Mà chính cái điều đó nó tạo ra sự đồng thuận giữa nhà nước với người dân. Dễ trăm lần không dân cũng chịu.
khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Vì một thành phố thân thiện, phát triển mạnh mẽ và đảm bảo tính bền vững, với quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần nghị quyết 119 của Quốc hội, thành phố Đà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao vai trò của đại biểu dân cử, vai trò giám sát của bà con cử tri thành phố, đảm bảo sự minh bạch trong thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội, vừa huy động tối đa các nguồn lực, vừa tạo sự đồng thuận cao giữa đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố, quyết tâm xây dựng Đà Nẵng ngày một văn minh, hiện đại.